khi một cuộc tình kết thúc, rất khó có thể nói được chính xác ai đã bỏ rơi ai. Bởi trong lòng đối phương ít nhiều cũng có những thứ vô tình mất đi. Người nào yêu sâu, tổn thương càng dài. Người nào tìm được tình mới, tổn thương sẽ được lấp đầy theo thời gian. Dù có trải qua những đau khổ, nhưng em vẫn tin, con người sống trên cuộc đời này chỉ để yêu thương nhau. Sẽ có người vì chính chúng ta mà nguyện một lòng một dạ, đinh ninh son sắt trọn đời. Chỉ là duyên chưa đến, nợ chưa sâu. Sinh nhật năm nay buồn đến cô đơn. Những cơn mưa tháng 10 cứ dai dẳng và đập vào nỗi nhớ. Trái tim cứ thoang thoáng buồn, thoang thoáng kéo em về những ngày đã xa. Em, anh và người ta, câu chuyện của ba người cứ như chuyện tình của cây, lá và gió. Chỉ có thể trách duyên, trách phận. Chưa bao giờ dám trách người, trách mình, vì sợ nhận về những thương tâm không đáng. Anh đi về phía xa xôi hạnh phúc, em ở lại để sống một cuộc đời thật khác. Cô ấy có một người an ủi, sẻ chia, đôi khi sẽ mơ hồ về cô gái đến trước. Một em trong tiềm thức vui vẻ, hồn nhiên. Một anh trong ký ức yêu em bằng tình yêu chân thật. Chúng mình chẳng còn nồng nhiệt với nhau, thì buông tay cũng không dằn vặt quá nhiều. Một người trở nên hoài niệm của một người. Anh đón nhận hạnh phúc mới bên người yêu mới. Em đón cô đơn về ở cạnh trong căn gác nhỏ nằm sâu trong thành phố. Từng cơn mưa rớt xuống, lòng hoang hoải mất đi. Mất đi anh là chuỗi ngày trống trải, làm gì cũng thấy bản thân thiếu sót. Biết cảm giác này rồi ai cũng sẽ qua, nhưng sâu thẳm trong mắt vẫn không có ánh cười. Tưởng rằng sẽ buông bỏ, hóa ra không. Mất đi anh không quá khó để ghép nối những niềm vui nhỏ nhặt. Ở đâu đó trên con phố em qua vẫn có bóng dáng của một người thân thuộc. Nhìn thấy bóng mây trôi vào lòng nước, bỗng thấy trong chen, hóa ra một người ngày hôm qua vẫn còn ở cạnh đây. Ngày hôm nay bên cạnh mình chỉ là một cơn gió sượt qua mái tóc và bay đi về một nơi nào đó. Thế giới này có anh có em, nhưng không có chúng ta. Chúng ta đã chết vì một tình yêu theo năm tháng không còn tồn tại nữa. Người hữu ý chia ly, kẻ vô tình buông bỏ. Chẳng qua ai đối với ai có lẽ vẫn không cam lòng. Mất đi anh, ngày trôi qua như bản saxophone bùng da diết trong đêm. Từng nốt xé toàn đi những gắn gượng yếu ớt. Chỉ mong mình đủ tỉnh táo để mỗi khi ngủ mơ hay uống say, hãy đừng gọi tên anh. Mất đi anh, đều bóng dịu dàng đung đưa. Em nghe tim mình đập chậm hơn với những giận hờn và mệt mỏi trong cuộc sống xô bồ ngoài kia. Không còn buồn vì những điều vu vơ như trước. Học nấu ăn cho chính mình thưởng thức vào cuối tuần. Đôi khi trang điểm thật đẹp, váy áo súng xính dạo phố, thấy mình sau những trận bão thanh thản và sâu sắc hơn. Mất đi anh, một mình em quen với cô đơn. Sinh nhật lặng lẽ đón nhận những lời chúc từ mọi người, nghiêng người tránh những hạt mưa trong thành phố đang trong lòng áp thấp, kiêu hãnh dù lòng xôn xao nhớ thương. Em nhận ra đến một lúc nào đó, người ta sẽ đón nhận chính mình một cách bình tĩnh, thản thản. Không anh, tình yêu của em như một cơn mưa bóng mây, không sao bắt được, không sao giữ lấy và chẳng kỳ vọng điều gì. Tình yêu mong manh quá phải không anh? Chúng mình thậm chí chẳng làm gì sai, thời gian cũng bắt chúng phải nhạt đi theo vòng tròn của định mệnh. Em đi, người khác đến. Anh đi, tự khắc có kẻ về trao em những yêu thương, như chưa từng có một cuộc hoán đổi vô lý từ số phận. Có lẽ giờ đây hai ta đều hiểu được nhau, không như khi ở cạnh nhau, mà ở giữa chỉ toàn hoài nghi và xa cách. Nhưng hiện tại của chúng ta đã không có nếu như nữa rồi. Không kịp hiểu về ngăn cách sông núi, không kịp yêu để ngày mai không quên, không kịp cần để vì nhau tha thứ những lỗi lầm. Chúng ta chỉ còn có thể nhớ về nhau với hai từ bỏ lỡ. Vì là lỡ nên chẳng thể bồi, vì là lỡ nên có buồn thì cũng thế mà thôi. Để tiếp mạch cảm xúc của số blog ngày hôm nay, mời bạn lắng nghe mẫu truyện ngắn của độc giả ẩn danh. Bỏ lỡ cũng là cách yêu. Có những việc bỏ lỡ đôi khi không phải là xấu, mà đôi khi nó đem lại một kết quả mới. Một kết quả có thể không quá tốt, nhưng tốt hơn kết quả của ngày hôm nay. Đã một tháng sau khi chia tay, tôi không còn khóc nữa, nhưng nỗi đau vẫn không thôi buông tha. Trong mỗi giấc ngủ của tôi đều hiện hữu bóng của anh, như một thước phim tua lại mối tình của chúng tôi. Ký ức không ngừng ùa về, khiến tôi muốn quên, càng thêm nhớ. Đó là tháng 8 của 4 năm trước, khi ấy tôi vẫn còn là một cô sinh viên. Trong buổi văn nghệ của khoa, trong lúc đang đi đến chỗ ngồi, không may bị một người đụng trúng,
Tôi mất thăng bằng mà lùi vài bước, đạp vào chân của người phía sau. Quay đầu lại là một chàng trai khá cao, gây cho tôi ấn tượng với khuôn mặt sáng. Tôi ríu rít xin lỗi. Mình xin lỗi nhé, bạn có sao không? Không sao, không sao. Đi kèm là một nụ cười hiền hòa. Sau khi được đối phương bỏ qua, tôi cùng đứa bạn đi kiếm chỗ ngồi, mà không biết rằng đó là một lời mở đầu cho mối lương duyên của mình. Ít lâu sau, trong một môn học, chúng tôi vô tình gặp lại nhau và còn được sắp làm chung nhóm. Sau một vài lần tiếp xúc với anh, quả như những gì tôi nghĩ, anh là một người khá dịu dàng và ấm áp, cũng là một sinh viên khá sôi nổi trong các hoạt động của khoa, của trường. Điều đó hoàn toàn trái ngược với tôi, một sinh viên khá thụ động, mọi thứ xoay quanh tôi chỉ có đi học và về ký túc xá. Hôm đó, nhóm chúng tôi bàn với nhau ra một quán cà phê gần trường để cùng nhau làm việc nhóm. Nhưng trời xui đất khiến, xe tôi lại hư đúng vào ngày hôm đó. Tôi nói tình trạng của mình hiện tại với nhóm để xin vắng mặt, nhưng đã có một người bạn trong nhóm đề nghị. Mọi người ơi, có ai còn trống sau xe không? Rút bạn Vi với. Xe tôi còn trống nè, để hôm đó tôi chở bạn ấy cho. Một tài khoản trả lời tin nhắn, đó là anh. Rồi chúng tôi nhắn tin với nhau hẹn chỗ và thời gian để anh đến trước. Thế là hôm đó anh chở tôi cả đi lẫn về. Ngồi chung xe lúc đầu, mọi thứ khá là trầm lặng. Chúng tôi chỉ hỏi nhau một số câu cơ bản như quê quán và một số vấn đề về bài học. Nhưng không ngờ càng nói chúng tôi càng hợp nhau. Một lúc sau hai đứa nói chuyện với nhau về những người đã quen từ trước. Sau buổi hôm đó, chúng tôi đã cũng nhiều lần nhắn tin với nhau để bàn về việc học. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lâu dần chúng tôi có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Hôm ấy anh hẹn tôi đi xem phim. Tôi vẫn nhớ như in hình dáng của anh ngày hôm đó. Anh mặc một chiếc áo thun trắng với quần tây, khoác chiếc áo sơ mi xanh bên ngoài, trông đơn giản nhưng vô cùng hút mắt. Sau buổi xem phim ấy, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với tôi. Và thế là chúng tôi bên nhau, không ồn ào, không sóng gió, đôi khi chỉ là giận dỗi nhau một vài chuyện nhỏ nhặt rồi lại thôi. Cuộc tình cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng tình cảm của chúng tôi không vì thế mà phai nhạt, mà ngược lại, càng ngày càng đậm sâu hơn trước. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau qua hết quãng thời gian đại học. Nhưng đến khi ra trường, khó khăn mới bắt đầu xảy ra với mối quan hệ của chúng tôi. Và khi tính chất công việc buộc chúng tôi phải yêu xa, thứ mà trước giờ tôi vẫn luôn sợ. Và những gì tôi lo sợ cũng đã thực sự xảy ra. Những vấn đề gặp phải khi yêu xa, mà ai đã và đang như vậy cũng đều gặp phải. Việc yêu xa đã khiến chúng tôi ngày càng mệt mỏi, khi mà không thể thường xuyên bên cạnh nhau. Những lúc gặp chuyện chỉ một mình gánh vác, và chỉ biết than vãn với nhau qua điện thoại. Dần dần chúng tôi đã kiệt sức, và tôi đã là người chủ động nói chia tay. Anh tôn trọng ý kiến của tôi, và có lẽ anh cũng đã mệt mỏi trong mối quan hệ này. Chúng tôi đã chia tay khi cả hai vẫn còn tình cảm. Chỉ tiếc rằng chúng tôi đã không đủ mạnh mẽ vượt qua thực tại. Tôi đau, và tôi biết rằng anh cũng rất đau, thông qua những lời kể của bạn bè với tôi về anh. Sau khi trong đầu không ngừng nhớ về chuyện cũ, nhìn lại trong văn phòng đã chẳng còn bóng người. Kể từ ngày chia tay, tôi vùi đầu vào công việc để không nhớ đến những chuyện buồn kia. Tôi thu xếp đồ đạc đi về, trên đường về chẳng hiểu sao, tôi lại vô thức đi đến một quán rượu. Tôi mở cửa quán thì thấy bên trong khách thưa thớt, bà chủ ra đón tiếp tôi nhiệt tình. Định rằng chỉ uống một vài ly giải sầu, nhưng rồi tôi lại uống đến mức say lúc nào không hay. Trong cơn say, tôi bỗng thấy loè nhòe hình bóng bà chủ đưa cho tôi một ly nước. Cô gái, vì cô là khách hàng thứ 100 của quán tôi, nên chúng tôi có ưu đãi cho cô. Nói rồi bà chủ đưa ly nước ngay trước mặt tôi. Khi uống xong ly nước này, cô chỉ cần ước một điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Tôi trong mơ hồ đã uống cạn ly nước, rồi gục thẳng xuống bàn. Khi tỉnh dậy, tôi ôm đầu trong cơn say tối qua, nhìn quanh khung cảnh vừa lạ vừa quen, khiến tôi bất giác không nhớ ra được. Đến khi điện thoại kế bên reo lên. Sao tao nhắn tin cho mày không được? Tới giờ đi học rồi kìa. Tôi bất giác như một kẻ khờ không hiểu chuyện gì xảy ra, mơ hồ đáp. Gì vậy? Mày còn mơ ngủ hả mày? Nhanh nhanh đi, trễ giờ học bây giờ. Lúc này tôi mới định thần lại. Đây là giọng nhỏ bạn của tôi. Xung quanh chính là căn phòng ký túc xá năm đó tôi đã ở. Tôi xốc toàn tập tưởng rằng đang mơ. Đưa tay lên nhớ một cái thì ôi đau điếng. Lúc này tôi lục lại trí nhớ mới nhớ đến việc tối hôm qua
Có lẽ lúc gục xuống bàn, tôi đã vô thức ước được trở lại quá khứ. Nhìn lại cái bên có một tờ giấy để là ly nước chỉ có hạn trong một tháng. Có lẽ đây là mảnh giấy bà chủ để lại cho tôi. Được sống lại thời đại học một lần nữa đã khiến tôi khá vui. Sau một ngày đi học, lại một lần nữa, tôi như có được một thứ năng lượng trong người. Có lẽ đó chính là năng lượng của tuổi trẻ. Đến chiều, chợt nhỏ bạn rủ tôi ngày mai đi xem văn nghệ của khoa. Tôi mới nhật mình mà xem ngày. Hóa ra ngày mai chính là ngày và tôi và anh sẽ gặp nhau lần đầu. Do dự một lúc, tôi đã đưa ra quyết định. Mai tao bận rồi mày ơi, mày đi với đứa khác nha. Xin lỗi bạn của tôi nhiều nha. Giây phút đó tôi đã quyết định ngăn cản cho mối tình này xảy ra. Không lâu sau, đến lúc đăng ký môn học, tôi cũng đã cố tình chọn lớp khác để không phải học chung với anh. Cứ thế chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Nhưng mỗi lần vô tình thấy anh, tôi vẫn không kìm được mà thường quay đầu nhìn. Nhìn hình bóng chàng trai đã từng rất yêu tôi, từng là cả thanh xuân của tôi. Trong khoảng thời gian một tháng đó, tôi đã trân trọng từng giây phút, làm những việc mà trước đây đã bỏ lỡ. Rồi thấm thoát hết một tháng. Và một buổi sáng nọ khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong căn phòng thực tại. Nhưng chẳng hiểu sao những ký ức đó vẫn còn trong tôi. Có lẽ đó là một lỗi trong lúc xuyên không. Và có lẽ đó là cái giá tôi phải trả khi thay đổi lịch sử. Tôi sẽ phải sống trong ký ức này mãi mãi, trong khi đối phương chẳng còn chút xíu ký ức nào cả. Nhưng nhớ ra điều gì đó, tôi liền chộp điện thoại lên, tìm tài khoản Facebook của anh. Nhìn thấy anh bây giờ trong cuộc sống rất tốt, có một cô người yêu rất xinh đẹp và chẳng còn chút gì về việc của chúng tôi cả. Vốn nghĩ khi ấy anh bên người khác tôi sẽ rất khó chịu, nhưng không phải như vậy. Nhìn anh yên vui hạnh phúc, không còn khổ đau như lúc chúng tôi quen nhau, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hẳn. Có lẽ yêu một người là thế, phải ôm lấy khổ đau riêng mình còn hơn là để cả hai phải cùng nhau gánh chịu. Dù gì cũng là buồn, một người buồn là đủ rồi. Có lẽ bỏ lỡ cũng chính là cách để yêu một người. Bạn thân mến, việc bước qua đau thương là điều không dễ dàng. Nhưng có hề gì nếu như bạn không ngừng cố gắng và thẳng thắn với chính cảm xúc của mình. Bạn có quyền yếu đuối và bạn cũng có quyền được người khác yêu thương, che chở mà. Đừng bao giờ cố gồng mình lên, gánh lấy mọi thứ một mình, trong khi bên cạnh có người sẵn sàng đưa vai gánh cùng bạn những điều đó nhé. Việc gì thì việc, nhưng nếu có hai người chẳng phải sẽ tốt hơn là một mình sao? Nếu sau câu chuyện tình đổ vỡ, bạn tìm được một người sẵn sàng ngồi nghe bạn nói chuyện hàng giờ đồng hồ mà không than vãn hay luôn lắng nghe, với một thái độ hết sức dịu dàng, thì bạn hãy trân trọng họ nhé. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Cô gái à, em xứng đáng được hạnh phúc mà", của tác giả Liên. Em có tin không, khi đi qua những đổ vỡ, người ta sẽ không muốn tin vào những điều tốt đẹp nữa. Điều này có lẽ đúng, nhưng có lẽ sẽ chỉ đúng trong một thời gian mà thôi. Em à, chúng ta đã gặp nhau giữa thanh xuân đầy nắng, tươi đẹp và rạng rỡ nhất. Và chúng ta cũng bắt đầu thương nhau vào những ngày đó. Tôi biết chẳng có cuộc vui nào được mãi mãi cả. Và nếu chưa gặp đúng người có thể cùng mình đi đến hết cái mãi mãi, thì chúng ta sẽ phải xa nhau. Mình đã cùng nhau đi qua một khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, nắm tay nhau đi hết chặng đường mình có thể bước chung. Thế nên dù xa nhau đi nữa, em cũng đừng buồn nha. Bởi lẽ năm tháng ấy chỉ là một hồi ức, mà hồi ức thì dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay đau thương, nhưng nó đã trôi qua thì đừng nên tiếc nuối. Những năm tháng ấy chúng ta còn trẻ, còn nhiệt huyết và năng động, nên chúng ta yêu hết lòng, không suy nghĩ đắn đo khi trao cho nhau điều gì cả. Nhưng đó là thời trẻ, là phần đầu của thanh xuân, phần đầu của những ngày non nớt và chưa trưởng thành. Bởi vậy khi chúng ta đi qua giai đoạn đó, chúng ta đã trưởng thành hơn, thì chợt nhận ra rằng đối phương không còn phù hợp nữa. Và thế là chúng ta buông tay. Nói sao nhỉ? Tôi cũng đã từng vì những chuyện không vui đó mà tự nhủ lòng rằng sẽ không mở lòng trước một ai cả. Nhưng rồi tôi cũng lại mỉm cười đón nhận những yêu thương mới.
Chẳng phải là tôi phụ tình hay bạc bẽo, mà đơn giản, đúng lúc sẽ gặp được người mà mình quyết định mở cửa lòng để đón nhận họ. Em rồi cũng vậy, mà có lẽ em cũng đã có người đó ở bên rồi, chỉ là em vẫn chưa mở lòng ra với họ thôi. Em à, không có người nào sống một mình mãi được đâu. Đọc bước mãi rồi em cũng sẽ tìm được người đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước. Vậy nên, đừng cố khép mình lại, thu gọn trái tim chỉ vì một lý do là không muốn yêu nữa. Em có biết không, lý do không muốn yêu thêm ai nữa thực ra cũng chỉ là cái cớ để em biện hộ cho sự sợ hãi của mình mà thôi. Em sợ yêu một lần nữa rồi sẽ nhận lại tổn thương, rồi sẽ có những điều không vui, những cuộc cãi vã xảy đến. Nhưng em à, đời có lúc nào yên bình đâu. Em đã trải qua những điều đó, em đã có những bài học cho riêng mình, nên tại sao em lại không cho chính mình cơ hội? Tôi biết việc bước qua đau thương là điều không dễ dàng, nhưng có hề gì nếu em không ngừng cố gắng và thẳng thắn với chính cảm xúc của mình. Cô gái à, em có quyền yếu đuối và em cũng có quyền được người khác yêu thương, che chở. Đừng bao giờ cố gồng mình lên, gánh lấy mọi thứ một mình, trong khi bên cạnh có người sẵn sàng đưa vai gánh cùng em những điều đó. Việc gì thì việc, nhưng nếu có hai người, chẳng phải sẽ tốt hơn là một mình sao? Nếu sau đổ vỡ em tìm thấy một người có thể vì em không quản nắng mưa, đêm ngày mà luôn sẵn sàng mang đến tận nơi cho em những món em thích, thì em hãy trân trọng họ. Hành động để chứng minh rằng người ấy thương em thế nào và muốn đồng hành cùng em ra sao, thì em hãy trân trọng họ. Cô gái à, trên đời này để tìm thấy một người thật lòng với mình rất khó, và hành trình ấy cũng rất gian nan. Nhưng nếu em không thử, thì làm sao em biết đâu mới là người phù hợp với mình? Tất cả mọi thứ trên đời này đều là phép thử, nhưng chỉ khi em dám thử, em mới có thể tìm thấy thứ thuộc về mình. Đừng lo lắng vì em thử sai, bởi vì sai nhiều lần thì mới có thể tìm thấy điều đúng. Có lẽ trước đó em thử sai, nhưng em lại vì cái sai ấy mà không dám thử tiếp nữa, thì làm sao em có thể tìm được đúng thứ mình cần? Nhưng có điều này tôi phải nói với em, là con gái, hãy yêu bản thân mình thật nhiều, kể cả khi em có rơi vào hoàn cảnh thảm hại nhất, thì cũng phải nhớ điều này. Khiến cho bản thân vui vẻ, em mới có thể vượt qua mọi đau thương. Người ta vẫn thường nói thanh xuân của con gái rất ngắn. Vậy nên, dù như thế nào đi nữa, trong thanh xuân của chính mình, em phải là em phiên bản rực rỡ nhất. Cũng trong thanh xuân ấy, em có thể sai nhiều, vì sai nhiều mới có thể học được nhiều và mới có thể tìm ra điều đúng. Yêu thương bản thân, luôn giữ được tinh thần vui vẻ, học cách chấp nhận sai lầm và bước qua mọi đau thương bằng gương mặt của một người luôn làm chủ được cuộc sống của mình. Điều đó sẽ biến em thành một người con gái có cuộc sống riêng và không phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh. Đến cuối cùng, mong em hãy nhớ, nếu gặp được người như tôi nói ở trên, đừng vì sợ hãi tổn thương mà không mở lòng với họ. Nếu em tiếp tục sai, không sao cả. Sai nhiều lần để đúng một lần cuối cùng, em nhé. Chúc em may mắn, cô gái à. Bạn thân mến, trưởng thành không phải là dìm chết quá khứ sốc nổi, mà là nuôi sống nó trong hồi ức tuổi trẻ, cải biến nó cùng lớn lên theo suy nghĩ và tuổi đời. Sẽ chẳng ai trách bạn vì đã từng phạm lỗi đâu, nhưng họ sẽ thất vọng khi bạn mãi mãi chẳng chịu đứng lên thay đổi bản thân mình. Cuộc sống không phải là đích đến mà là cả hành trình. Chúng ta cứ đi, đi mãi trên con đường một chiều đó. Dù chưa biết được tương lai có thể tiến xa đến đâu, nhưng mà hãy cố gắng để bản thân không phải hối hận vì đã lơ là, không dốc sức. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Ai đó đã không khóc ngày hôm qua" của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc. Hôm nay tôi nhận được email cảm ơn đã ứng tuyển từ một công ty. Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ rõ nữa. Bởi trong hơn 2 năm qua, tần suất tôi nhận được lá thư ấy cũng gần tương đương với số hồ sơ mà tôi gửi để xin việc. Bạn biết đó, lời cảm ơn không phải lúc nào cũng mang đến cho ta sự vui vẻ. Bởi lúc này nó hệt như khi bạn đang hí hửng cào thăm trúng thưởng, rồi chân hững nhận lại dòng chữ "chúc may mắn lần sau". Một lời từ chối lịch sự và khuôn sáo.
kiềm chế trái tim với tốc độ đập phi mã vài giây trước đấy do mừng hụt, tôi gắng gượng viết đôi lời đáp lại đầy quy củ, dù thực tế là bản thân bây giờ chẳng còn chút tâm tình nào để xã giao. Trưởng thành chính là việc đôi khi trở nên lừa mình dối người như thế. Tâm trạng tụt gần về số âm, còn âm bao nhiêu thì tùy vào thời tiết. Mấy mình nhà nghĩ thế thôi thì bóng sét rạch chớp gầm gầm và ào như trút nước. Đưa tay vuốt mặt đầy chán nản, tôi nheo lại hai mắt rồi thở hắt một hơi để thể hiện sự bất bình với ông trời. Thực sự muốn kiến nghị đến Hội Liên hiệp Bảo vệ quyền lợi người đang buồn bã. Nỗi khổ tâm của một đứa đeo kính cận chưa kịp mặc áo mưa đã bị hun nhòe hơi nước cùng cái khẩu trang vải ẩm ương mà công ty bắt buộc đeo để phòng dịch bỗng trào ra dữ dội. Nhớ lại mỗi lần xem phim, tôi hay lắc đầu ngán ngẩm với tình tiết muôn thuở là cứ buồn chán thất tình thì trời đổ cơn mưa mà bản thân thế nào cũng sẽ bị ướt. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là đạo diễn muốn tạo khung cảnh thêm lâm ly bi đát, chứ nắng đẹp mây xanh thì còn gì gọi là nỗi sầu thiên cổ. Nhưng mà thực tế là cuộc sống có đôi khi bực bội như vậy thật đấy. Tâm trạng chẳng ra sao thì chắc chắn sẽ được bonus thêm mưa to gió lốc, xẹp lốp hết xăng để bạn nhận ra rằng mình không những buồn mà còn xui nữa. Cái này khá giống định luật Murphy, càng lo sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra. Và có những ngày bọn chúng sẽ kéo nhau đến cùng một lúc mà mình chẳng kịp trở tay xoay sở. Nói thế thôi, chứ dù sao cũng cảm ơn ông trời vì đã giúp tôi hiểu câu hát "Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó" theo một cách khá thú vị như vậy. Làm người lớn chính là trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm ra lời lý giải lạc quan nhất cho những nhan đề chỉ đọc thôi đã muốn nộp luôn giấy trắng. Dắt xe vào cổng dưới ánh nhìn soi mói và kỳ thị từ chủ nhà, tôi đành gãi trán ngó lơ trước hành động dễ gây mất tình làng nghĩa xóm ấy. Thực ra từ dạo tôi vẫn phải đi làm, dù có chỉ thị cách ly toàn xã hội đã dấy lên làn sóng phản đối không nhỏ từ nhà chủ. Thậm chí bị sặc nước cũng chẳng dám ho vì sợ họ đem tôi và đồ đạc trở về nơi nguyên thủy. Lúc đầu còn tủi thân đến phát khóc khi bị coi là một ổ dịch di động dù đã làm rất tốt công tác phòng dịch. Dần dà tôi cảm thấy việc tự dày vào mình thật ấu trĩ, vì không những chẳng lay động được suy nghĩ của người ta mà càng làm đôi mắt vốn nhỏ này càng cay xè, hiếp thành một đường chỉ thẳng thấp và xấu xí. Vì quá để ý đến cái nhìn của người khác sẽ trở thành một gánh nặng mà bản thân phải mang theo trên đường đua marathon, vốn đã lắm cạnh tranh để hướng tới cái đích là sự bình an trong cuộc sống. Mở cửa phòng, tôi vơ vội mất quần áo lúc sáng đêm ra phơi, giờ đã chìm nghỉm trong màn mưa dày đặc. Có lẽ cái thời tiết dở dở ương ương này sẽ nhanh chóng làm những bộ đồ đi làm trắng phau bị thâm kim do ngấm ẩm. Bỏ tất cả vào cái thau lớn, lấy chút nước rửa chén hương chanh chà lên những vết bẩn rồi giặt sạch lại lần nữa. Tôi đắc ý nhớ tới một quảng cáo nổi tiếng với câu slogan: nắng đã có nón, mưa đã có ô, mà trên có chính sách thì dưới có đối sách. Ngẫm lại, trời mưa cũng giúp tôi đỡ tốn công tưới tắm cho đám cây cỏ trước hiên, còn người dân miền Tây sẽ không phải khổ sở vì hạn mặn. Đột nhiên cảm thấy cơn mưa mùa hạ cũng đáng yêu đến lạ đấy chứ. Còn người ấy mà, đôi khi cứ mãi nhìn về cái xấu của vấn đề mà quên mất rằng điều gì xảy đến cũng có hai mặt lợi hại. Như thể một miếng thịt lợn được chiên mà chẳng chịu lật, cuối cùng một phía chưa chín, một phía lại cháy đen. Cuộc đời cũng giống như miếng thịt lợn đó, giá thì đắt phải tốn công chế biến, mà sơ sẩy chút xíu là hỏng một bữa ăn. Mất một mớ tiền và tiêu tốn cả núi thời gian để khắc phục mà đôi khi chẳng thể nào sửa chữa. Với lấy bình xịt chứa cồn 70 độ, tôi nghiêm túc khử khuẩn vật dụng, tay nắm cửa, chìa khóa, di động, rồi thay vội quần áo, vứt vội khẩu trang. Chủ hành động ấy lặp lại mỗi ngày. Khi tăng làm về tới phòng trọ, làm tôi có ảo giác như xung quanh mình toàn là virus. Nó không hoảng hốt là giả, nhưng nếu chẳng làm thế thì có khi tôi lại càng bất an, lo sợ hơn khi dịch bệnh đang rất phức tạp. Người ta hay bảo sống chết có số, nhưng tôi lại càng hiểu rằng cẩn tắc vô ấy nấy. Cuộc sống không phải là đích đến mà là cả hành trình. Chúng ta cứ đi, đi mãi trên con đường một chiều đó. Dù chưa biết được tương lai có thể tiến xa đến đâu, nhưng hãy cố gắng để bản thân không phải hối hận vì đã lơ là không dốc sức. Rót cho mình một ly trà gừng để trừ hàn, tôi quấn chăn ấm rồi nheo mắt thích thú ngắm nhìn màn mưa đang gõ lợp đợp trên lá sen mini trong ngoài ban công như một chú mèo mướp rảnh rỗi.
Tầm này thời còn ở quê, ba thường lái xe lên tận cửa lớp để đưa cho tôi cao 10 canh dời, rồi vội vã ra về khi bản thân chưa kịp ú ớ câu cảm ơn trên đầu lưỡi. Những khi ấy tôi thường rất ngại ngùng trước ánh mắt trêu ghẹo của bạn bè mà đôi lần còn tỏ vẻ giận dỗi với ba. Nhưng lớn lên rồi, lúc giọt lệ trời của Sài Gòn bất chợt ùa tới xối nước ướt tâm hồn, đang mỏi mệt như hôm nay chẳng hạn, tôi chợt thèm lắm cái cảm giác vươn tay nhận lấy chiếc áo mưa, dù lắm tấm hạt nước bên trên nhưng lại ấm áp đến lạ. Trưởng thành không phải là dần biết xấu hổ với sự quan tâm, âu yếm của người thân trước mặt mọi người, mà là sẵn sàng ôm chầm lấy họ bằng tất cả sự hàm ơn và tâm tình vô cùng trân quý. Ba rời đi cũng đã gần 2 năm có lẽ. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật sự vô cùng tồi tệ. Vừa ra trường được 2 tháng, thất nghiệp lông bông chẳng chi trả nổi tiền thuê nhà, với mức lương làm thêm ít ỏi, ăn chẳng dám ăn, tiền chẳng dám tiêu. Vậy mà cuối cùng còn phải vay mượn đủ nơi để chữa trị sỏi tiết niệu vì không có thẻ bảo hiểm. Phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Khi tôi cứ nghĩ mình đã ở đáy của sự đau khổ và thất bại rồi, thì ông trời tạt thêm một gáo nước lạnh dội tôi choàng tỉnh bằng sự mất mát. Đột ngột, hối hận và u uất, đủ mọi sắc thái cảm xúc như một bản pha màu ngẫu hứng của kẻ mới nhập môn hội họa. Tôi chới với trong mớ hỗn độn gần như chẳng thấy lối ra, dù chỉ là một khe hở ánh sáng. Nhiều đêm bừng tỉnh giữa giấc ngủ chập chờn, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ quên đường về tổ ấm. Thực ra chẳng thể chấp nhận nổi việc ba đã ra đi khi bản thân còn chưa hề chuẩn bị chút xíu nào tâm lý. Nhưng rồi, như một phép màu kỳ diệu, tôi nhanh chóng nhận ra, bằng cách này hay cách khác, dường như ba đang cố nhắn nhủ đến tôi là ông chưa bao giờ thôi quan tâm đến đứa con gái bé bỏng. Một thông điệp truyền đi trong im lặng, bởi biết rằng tôi vốn sợ ma nên chẳng bao giờ ba xuất hiện dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi. Chính niềm tin có vẻ hoang đường ấy đã vực tôi dậy, cải biến tôi sống tốt hơn từng ngày, bởi biết đâu ở một không gian đa chiều huyền bí, ba vẫn luôn ở cạnh bên và dõi theo trên từng chặng đường đời đầy khó nhọc. Nếu vấp ngã tôi sẽ chỉ làm tổn thương bản thân, nhưng nếu gục ngã, người buồn nhất sẽ là ba. Bởi còn nỗi đau nào hơn khi tận mắt chứng kiến mà chẳng thể giúp đỡ, bi thương mà chẳng thể tỏ bày cùng ai. Vì vậy, sống vững vàng mạnh mẽ chính là cách tôi thể hiện tình cảm của mình với người tôi quan tâm qua hành động trực quan rõ nét. Trưởng thành không phải là dìm chết quá khứ sốc nổi, mà là nuôi sống nó trong hồi ức tuổi trẻ, cải biến nó cùng lớn lên theo suy nghĩ và tuổi đời. Sẽ chẳng ai trách bạn vì đã từng phạm lỗi, nhưng họ sẽ thất vọng khi bạn mãi chẳng chịu đứng lên thay đổi bản thân mình. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnaplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn. Thank you.